Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở. Đón vận may bất ngờ, làm đâu chúng đó, chúng số liên tiếp, tiền bạc ùa về như thác lũ, trả sạch nợ nần, đổi đời ngoạn mục. Quý cô bác anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi rất vui được gặp quý cô bác anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp, nơi chia sẻ những bí mật về tử vi và vận mệnh đời người. Quý bạn sẽ tìm thấy được những bí quyết và lời khuyên đắt giá để thay đổi cuộc sống, những bí mật giúp quý vị hóa giải vận hạn, đón tài lộc, may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn. Quý cô bác anh chị Kỷ Hợi thân mến, ai trong chúng ta cũng đều đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn, những vấp ngã tưởng chừng không vượt qua được. Cơn bão tố cuộc đời luôn ập tới mà không báo trước, chúng ta không thể tự quyết định những sóng gió đến với cuộc sống của mình. Nhưng cách đón nhận những điều đó ra sao lại là quyền lựa chọn của mỗi người, khi đó, cô bác anh chị Kỷ Hợi lại vững chãi, trưởng thành hơn hay bị cơn bão tố cuộc đời vùi dập đều là lựa chọn của mỗi người. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin gửi đến quý cô bác anh chị Kỷ Hợi về thông tin tử vi có 7 dấu hiệu này là người được Phật trời che chở hộ trì. Năm Giáp Thìn 2024 của cô bác anh chị, những khó khăn thách thức mà Kỷ Hợi sẽ phải trải qua và cách hóa giải để biến nguy thành cơ, tiên đoán trước tương lai, sẵn sàng lên kế hoạch để vượt qua cơn gió bão, đón may mắn, hạnh phúc, thành công viên mãn phía trước. Không để cô bác anh chị đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Sự thật chấn động về tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, có 7 dấu hiệu này là người được Phật trời che chở hộ trì, về già phú quý, an nhiên. Trước tiên, ta cùng đi tìm hiểu một số đôi nét về tính cách của cô bác anh chị Kỷ Hợi sinh năm 1959 này nhé. Theo các chuyên gia tử vi nhận định, bản mệnh sinh năm 1959 tuổi Kỷ Hợi là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng, lợn tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm, con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí hơn người. Luôn là những người tiên phong, dẫn đầu trong công việc, con giáp này có tài lãnh đạo xuất chúng và luôn đóng góp nhiều ý tưởng độc đáo. Sáng tạo khi làm việc trong môi trường tập thể, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách thức để đem lại thành công, sự giàu sang, phú quý cho mình. Cô bác anh chị Kỷ Hợi sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, có tính chất lặp đi lặp lại. Bởi bản năng của lợn là những người luôn thích chinh phục những khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Để luôn phát triển, thách thức bản thân, những người này sẽ rất nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Trong mắt mọi người, cô bác anh chị Kỷ Hợi khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Người tuổi Hợi không thích mê hoặc người khác như tuổi Thìn và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người như khỉ hay hổ. Càng không nói năng ngọt ngào như rắn mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật với bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời xa họ. Người tuổi Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, chỉnh tề, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp người làm vui. Có thể thay người đảm đương những công việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nguy nan, họ sẽ đứng mũi chịu sào. Người tuổi Hợi rất thành thực, chỉ cảm thấy tự hào, hãnh diện trước những thành quả lao động của bản thân, nên ít khi trở thành kẻ lừa bịp hay trộm cắp. Người tuổi Hợi có tình cảm mãnh liệt, họ hoàn thành công việc với sức khỏe dồi dào và tinh thần nhẫn nại tuyệt vời. Đặc điểm này khiến người ta khâm phục họ. Tuy nhiên, năng lượng của họ có thể sẽ biến thành mầm họa khi họ không phân biệt được thiện ác, đúng sai của những việc đó, sẽ bị người khác lợi dụng nhược điểm này để hãm hại, không thể tự thoát ra. Một người tuổi Hợi thành thực, thuần phát hết lòng yêu quý những người mình cảm mến và không bao giờ che đậy tình cảm ấy. Nếu yêu không thành, người chịu thương tổn luôn là người tuổi Hợi. Nhược điểm chủ yếu của họ là không thể từ chối điều gì với người thân, bạn bè của mình. Trong rất nhiều chuyện, họ luôn muốn người khác phải có thái độ trung dung giống họ để giải quyết rắc rối. Họ không phân biệt đúng sai, rạch ròi, nhưng khi sự việc kết thúc không suôn sẻ, họ sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, cô bác anh chị Kỷ Hợi rất cẩn thận và chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Con giáp này rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc nhưng luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc.
Trong cuộc sống đầy bận rộn và lo âu, bạn thường phải đối mặt với nhiều vấn đề khiến cơ thể suy nhược. Sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh bệnh khiến bạn ăn ngủ không đều đặn, thường xuyên gặp các vấn đề về tiền đình và mệt mỏi do thiếu ngủ. Bạn có xu hướng thích sống trong môi trường cô lập, không muốn bị người khác làm phiền hay hỏi han quá nhiều. Điều này không có gì là lạ, bởi bạn cảm thấy thoải mái và phát triển tốt hơn trong không gian yên tĩnh. Việc không muốn giao lưu quá nhiều với những người xung quanh là một nhu cầu tự nhiên của bạn. May mắn thay, nhờ có sự chiếu rọi của sao tử vi, bạn vẫn đạt được những thành tựu nhất định trong công việc cũng như học tập. Mọi việc diễn ra một cách trọn vẹn, khiến bạn cảm thấy hài lòng với những gì mình đã đạt được. Kể từ khi có 7 dấu hiệu này là người được Phật trời che chở hộ trì, bạn dần ít quan tâm đến những chuyện tầm phào bên ngoài xã hội. Dù có biết đến những chuyện đó, bạn vẫn vui vẻ, lạc quan và không chìm trong cảm giác buồn rầu, ủ rũ nữa. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi bạn không còn quan tâm đến những thị phi xung quanh và không để ý đến ánh mắt phán xét của người khác. Hãy luôn duy trì một thái độ sống tích cực và biết cách giữ gìn sức khỏe. Đừng quá lo lắng về những điều không quan trọng và hãy tập trung vào những mục tiêu quan trọng trong cuộc sống. Dành thời gian cho bản thân, thư giãn và nghỉ ngơi để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Việc tạo dựng một môi trường sống yên tĩnh, phù hợp với bản thân sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và đạt được nhiều thành công hơn. Tiếp theo sau đây là tử vi chi tiết từng phương diện. Về sự nghiệp, nhờ có các tinh trợ lực, công việc của tuổi Hợi trong tháng này vô cùng thuận lợi. Bạn may mắn gặp gỡ và hợp tác với những người có cùng tầm nhìn và chí hướng, cùng chung vốn góp sức làm ăn. Khi có 7 dấu hiệu này là người được Phật trời che chở hộ trì, thiên thời, địa lợi, dù có đôi chút vất vả, bạn vẫn sẵn sàng đương đầu và gặt hái thành công. Chính vì điều này mà cấp trên rất ngưỡng mộ bạn, đang cân nhắc cho bạn một vị trí tốt. Người có tài không cần nói nhiều, chỉ những kẻ bất tài vô dụng mới hay khoe khoang, tuổi Hợi cứ âm thầm nỗ lực từng ngày. Không cần phô trương cho thiên hạ thấy, những kẻ hay khoe khoang trước mặt bạn thực ra chỉ là những người sợ thua kém bạn. Khoảng thời gian này là thời kỳ đỉnh cao của bạn, tuổi Hợi hoàn toàn có thể tin vào vận may của mình. Nếu muốn thực hiện những dự án lớn hãy làm trong thời gian này. Đây cũng là tháng có lợi cho danh tiếng, quyền lực, chức vụ và kinh doanh của bạn. Nhiều người vẫn rụt rè chưa dám hành động. Nhưng bạn nên nhớ, nếu còn chần chừ, mỗi ngày trôi qua là một cơ hội bị bỏ lỡ. Hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian này để phát triển và tiến xa hơn trong sự nghiệp. Sự tự tin và quyết tâm sẽ giúp bạn đạt được những thành công lớn. Đừng ngại ngần hay do dự, hãy dũng cảm thực hiện những kế hoạch lớn của mình. Đồng thời, duy trì thái độ khiêm tốn và không ngừng nỗ lực. Bạn sẽ tạo ra được nhiều cơ hội và nhận được sự công nhận từ mọi người xung quanh. Về tài lộc, thời gian này hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu bạn đầu tư làm ăn riêng cùng với bạn bè. Tuy nhiên, đôi khi tinh thần của tuổi Hợi không ổn định, sức khỏe hơi kém, nên khả năng kiếm tiền bị giảm sút so với tháng trước. Bạn cần chú ý bồi bổ cho bản thân nhiều hơn để có đủ năng lượng tiếp tục làm việc và kiếm thêm thu nhập. Đối với những người làm kinh doanh, dù có tiềm năng làm giàu, bạn cũng cần cảnh giác với nguy cơ bị lừa lọc. Đừng quá tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả những người thân quen để tránh bị lợi dụng mà không hề hay biết. May mắn thay, công việc tay trái của bạn cũng diễn ra thuận lợi, giúp bạn có thêm nguồn thu nhập để xoay sở trong lúc khó khăn. Tuy nhiên, bạn cần sắp xếp lại chi tiêu một cách hợp lý, đặc biệt là trong những ngày giữa tháng để tránh tình trạng thiếu hụt tài chính. Bạn sẽ đạt được những kết quả khả quan trong sự nghiệp, nhận được sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực trong quá khứ. Đừng cho phép bất kỳ ai qua mặt bạn trong chuyện tiền bạc vì họ không đủ đẳng cấp để làm điều đó. Tiền mồ hôi công sức của bạn không nên cho vay hay quyết định vội vàng. Ngoài ra, với quý cô bác anh chị kỷ hợi nào đang có dự định đầu tư thì cũng cần suy xét, cân nhắc thật kỹ càng. Tránh việc nông nổi dễ đầu tư lầm chỗ, khiến tình hình tài chính suy giảm, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Hãy chăm sóc sức khỏe bản thân để duy trì hiệu suất làm việc và đảm bảo tinh thần luôn ổn định trong kinh doanh. Giữ vững tinh thần cảnh giác và không quá tin tưởng ai để tránh bị lừa lọc. Hãy quản lý tài chính một cách thông minh và sắp xếp chi tiêu hợp lý để đảm bảo an toàn tài chính trong mọi tình huống. Cuối cùng, luôn giữ vững lập trường và không để ai lợi dụng bạn trong vấn đề tiền bạc. Tử vi sức khỏe cô bác anh chị kỷ hợi sinh năm 1959. Bởi lẽ ông trời không cho ai hết điều gì, dù cuộc sống không quá thuận lợi. Nhưng bù lại người cô bác anh chị kỷ hợi có 7 dấu hiệu này là người được Phật trời che chở hộ trì vẫn duy trì được sức khỏe khá tốt. Con giáp này không cảm thấy mệt mỏi, đau ốm, nên dù khó khăn ập đến, vẫn có thể khá vững vàng vượt qua. Sức khỏe là vàng, hãy nhắc nhở bản thân duy trì lối sống khoa học, tránh việc suy nghĩ quá nhiều, nên chú ý chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Làm như vậy,
bạn sẽ luôn thấy mình nhẹ nhõm, thoải mái. Việc này cũng giúp bạn có thể mở rộng được mối quan hệ, quen biết với quý nhân và được giúp đỡ để vượt qua thách thức. Rèn luyện thân thể bằng cách hoạt động thể dục, chơi thể thao và đặc biệt con giáp này cũng nên dành thời gian ngồi tĩnh tâm. Rèn luyện nội lực sẽ là chìa khóa để cô bác anh chị Kỷ Hợi có thể vượt qua thử thách có 7 dấu hiệu này là người được Phật trời che chở, hộ trì một cách nhẹ nhàng cô bác anh chị nhé. Về tình cảm của cô bác anh chị tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Khác với lúc còn yêu nhau, cuộc sống hôn nhân không còn nhiều hành động lãng mạn hay những lời nói ngọt ngào, mơ mộng. Hôn nhân đòi hỏi ở cả hai nhiều hơn tình yêu. Đây cũng là lý do vì sao không phải cặp đôi nào cũng hạnh phúc khi kết hôn, mặc dù đều rất yêu thương nhau. Từ trước đến nay, việc giữ gìn và duy trì mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp đã là điều khó khăn, bởi ai cũng có chính kiến và quan điểm sống riêng, nên không tránh khỏi mâu thuẫn và xung đột khi cùng chung sống. Trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay, mối quan hệ vợ chồng ngày càng có nhiều vấn đề phức tạp hơn. Để duy trì mối quan hệ vợ chồng trong hôn nhân, đòi hỏi phải có sự cố gắng từ cả hai phía. Nếu như trước đây, vai trò này được đặt nặng cho nữ giới, thì trong cuộc sống hiện đại, nam giới và nữ giới đều có vị thế ngang bằng và trách nhiệm như nhau. Duy trì mối quan hệ vợ chồng không chỉ giúp cả hai hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, mà còn tạo cho con cái môi trường phát triển lành mạnh. Nhìn tổng quát hơn, mỗi gia đình hạnh phúc sẽ tạo ra một xã hội hạnh phúc và vững mạnh. Trước thực trạng tỷ lệ ly hôn, ly thân ngày càng tăng cao, việc trang bị những bí quyết để giữ gìn cuộc sống hôn nhân là điều vô cùng cần thiết. Đối với cô bác anh chị Kỷ Hợi có 7 dấu hiệu này, là người được Phật trời che chở hộ trì, mối quan hệ vợ chồng luôn hài hòa. Sự chung thủy là yếu tố tiên quyết để có thể duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững khi đã chắc chắn về một mối quan hệ và quyết định tiến xa hơn. Cả hai phải đảm bảo bản thân không bị cám dỗ bởi những thứ phù phiếm bên ngoài, bởi hơn tất thảy, sự phản bội dù là ngoại tình trong tư tưởng cũng chính là bản án tử cho hôn nhân. Thủy chung là điều bắt buộc đối với cả người vợ và người chồng, cả hai cần giữ tình cảm trước sau như một và không bị lung lay trước mọi sự cám dỗ. Sự thủy chung giúp cả hai hướng đến cùng mục đích, đó chính là xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm êm. Trong khi đó, nếu một trong hai người mất đi sự chung thủy, không khí gia đình sẽ trở nên nguội lạnh và ngột ngạt. Không ít người nhắm mắt bỏ qua việc vợ, chồng phản bội để giữ mái ấm đủ đầy bố và mẹ cho con cái. Tuy nhiên, những vết rạn nứt đã xuất hiện sẽ không bao giờ lành lại được và mối quan hệ vợ chồng chỉ còn là danh xưng trên giấy tờ. Vì vậy, nếu đã quyết định kết hôn, hãy chắc chắn bản thân chung thủy trước sau như một. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống đầy biến động và thách thức, có một phẩm chất mà mỗi người chúng ta cần phải trau dồi và gìn giữ, đó chính là lòng kiên trì. Lòng kiên trì không chỉ là sự bền bỉ, nhẫn nại trong công việc và cuộc sống hàng ngày, mà còn là yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua những thử thách, gian nan để đạt được thành công và hạnh phúc. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có người dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách, họ vẫn có thể vươn lên và đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ? Bí quyết nằm ở lòng kiên trì, sự quyết tâm không từ bỏ mục tiêu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lòng kiên trì giúp chúng ta học được cách chấp nhận và vượt qua thất bại. Thất bại không phải là điểm dừng mà là những bài học quý giá, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và con đường mình đang đi. Thay vì nản lòng trước khó khăn, chúng ta hãy xem những trở ngại như những thử thách để rèn luyện bản lĩnh, từ đó trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thậm chí muốn từ bỏ, nhưng hãy nhớ rằng mỗi bước chân kiên trì, mỗi nỗ lực không ngừng nghỉ đều đưa chúng ta tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Thành công không đến từ may mắn, mà là kết quả của sự bền bỉ, kiên định và nỗ lực không ngừng nghỉ. Những tấm gương sáng về lòng kiên trì xung quanh chúng ta là nguồn cảm hứng vô tận. Hãy nhìn vào những người đã vượt qua bao khó khăn để đạt được ước mơ của mình. Họ không ngừng học hỏi, không ngừng phấn đấu và luôn tin tưởng vào bản thân. Chính lòng kiên trì đã giúp họ biến ước mơ thành hiện thực. Chúng ta cũng hãy học cách kiên trì từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hãy kiên trì học hỏi, kiên trì rèn luyện sức khỏe, kiên trì làm việc và kiên trì theo đuổi đam mê. Mỗi ngày trôi qua, mỗi việc chúng ta làm đều đóng góp vào hành trình chinh phục mục tiêu. Đừng bao giờ nản lòng trước khó khăn, hãy tin rằng mỗi nỗ lực của chúng ta đều có giá trị. Kính thưa quý vị, lòng kiên trì là sức mạnh vô hình, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, chinh phục mọi mục tiêu và đạt được hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy luôn giữ vững lòng kiên trì, tin tưởng vào bản thân và không ngừng nỗ lực. Thành công đang chờ đợi chúng ta ở phía trước và chúng ta sẽ đạt được điều đó nếu không bao giờ từ bỏ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị luôn kiên trì, mạnh mẽ và thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cô bác anh chị Kỷ Hợi thân mến, để gia đạo hài hòa,
Hạnh phúc không chỉ từ hai phía, mà yếu tố phong thủy cũng đóng vai trò quan trọng trong đó. Hãy cùng tìm hiểu về một số vật phẩm phong thủy, Phật bản mệnh giúp gia tăng vận khí cát lành, đón may mắn về cho gia chủ Kỷ Hợi nhé. Phật bản mệnh tuổi Kỷ Hợi, Phật bản mệnh A-di-đà. Người sinh tuổi Hợi nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật bản mệnh A-di-đà là vị Phật xuất hiện và được tôn sùng trong tất cả các nhánh của Phật giáo, theo sách Kinh Phật. Ngài là biểu tượng của sự từ bi và trí tuệ, mang theo bên mình sẽ giúp mang lại may mắn, bình an, hóa giải vận hạn và nhận được sự bảo hộ của Ngài khi cầu nguyện hàng ngày. Đá quý phong thủy cho người tuổi Kỷ Hợi 1959. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 có ngũ hành nạp âm là bình địa mộc. Để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng một số loại trang sức phong thủy màu xanh lục, xanh lam, đen như vòng tay thạch anh xanh aventurine, vòng tay aquamarine, vòng tay thạch anh tóc đen, vòng tay đá núi lửa olic. Thạch anh xanh aventurine được mệnh danh là thạch anh tài lộc, đây là viên đá của niềm tin và cơ hội, mang đến cho chủ nhân những điều ước về công danh. Tài lộc trở thành hiện thực, người mang viên đá này thường xuyên thì tinh thần sảng khoái, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn. Aquamarine được cho là viên đá của thần biển, tên của nó trong tiếng Latin có nghĩa là nước biển. Ngư dân Hy Lạp cổ đại thường mang nó bên mình để chống lại cơn sóng dữ. Đây là viên đá của sự may mắn, bình an, mang nó bên mình thì tinh thần tĩnh tại, êm ả. Lưu ý, các loại đá đa sắc như tourmaline đa sắc, thạch anh đa sắc, đá Melody Super 7 hợp với tất cả các mệnh. Các loại đá quý không màu như kim cương, dơ con không màu có thể đeo cho tất cả các mệnh. Các loại vật phẩm quý có nguồn gốc hữu cơ như ngọc trai, mai rùa có thể đeo cho tất cả các mệnh. Quý cô bác anh chị Kỷ Hợi thân mến, bài học cuộc sống về sự giận dữ. Có một thời kỳ, các vị samurai ở Nhật nhận nhiệm vụ đòi nợ, thu tô đối với những người dân sinh sống trong địa giới của lãnh chúa mà họ phục vụ. Có lần, một vị samurai đi thu nợ tại nhà một người dân trài, nhưng bị người này trì hoãn với lý do năm vừa qua làm ăn không được nên không có tiền trả nợ. Nghe xong lời giải thích, vị samurai tức giận, định rút thanh kiếm ra để giết người đánh cá, nhưng anh này nhanh nhẹn nói, tôi cũng từng học võ và tôi luôn nhớ như in rằng, sư phụ nhắc tôi rằng không nên đánh nhau khi mình đang tức giận. Vị samurai nghĩ ngợi một lúc và chợt trùng lại, sau đó ông ngừng và không kéo kiếm ra nữa và nói, câu nói của sư phụ ngươi thật là khôn ngoan, ta cũng từng được sư phụ dặn dò như thế, nhưng không phải khi nào ta cũng nhớ và kiểm soát được sự giận dữ trong lòng mình, thôi được, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng cho thêm một năm để ngươi tìm cách trả đầy đủ số nợ và lúc đó chỉ thiếu một xu thôi, chắc chắn ta sẽ không tha cho ngươi được nữa. Nói xong, vị samurai nhanh chóng quay trở về nhà khi trời đã khá muộn. Về đến nhà, ông đi rất nhẹ nhàng vì không muốn vợ ông thức giấc. Nhưng đập vào mắt ông lúc đó là hình ảnh người vợ đang nằm ngủ trên giường cùng một kẻ lạ mặt mặc bộ quần áo samurai. Ngay lúc đấy, sự giận dữ sôi sục trong lòng ông dâng trào. Mắt ông đỏ ngầu đầy tức giận, ông nâng kiếm định giết cả hai. Nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai, đừng làm gì khi đang giận dữ. Vị samurai bất giác giật mình ngừng lại, hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn, vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy. Ông này bất ngờ khi biết rằng mẹ ông là người đang mặc bộ đồ samurai kia, ông tức giận hét lên, chuyện này là sao vậy, suýt nữa con đã giết chết cả hai người rồi. Người vợ lúc này mới cho hay, vì sợ kẻ trộm lẻn vào lúc chàng không ở nhà, nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để dọa chúng sợ, không dám lại gần. Như đã hẹn, sau một năm người đánh cá gặp lại vị samurai, ông ta phấn khởi. Năm qua may mắn được trời phù hộ tôi ra khơi kéo được rất nhiều mẻ cá to, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa. Vị samurai ôn tồn đáp lại, thôi ông cứ cầm lấy tiền của mình đi, cách đây một năm, ngươi đã trả nợ đủ cho ta rồi. Món nợ ấy đã được trả hết chỉ bằng một câu nói đừng làm gì khi đang giận dữ của nhà ngươi đó. Chớ vội làm gì khi đang nóng giận, tác hại khó lường của việc tức giận. Bài học từ câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta nhận ra rằng, hầu hết ta đều bị cảm xúc dẫn lối, tự biến mình thành nô lệ của sự tức giận, chúng chế ngự và khiến ta làm những điều ngu ngốc, cho dù trước đó chúng ta khôn ngoan, tinh danh như thế nào đi chăng nữa. Theo những khảo sát thực tế đã cho thấy, hầu hết những vụ phạm tội giết người đều không hề lên kế hoạch, mà thường là hành động bộc phát, tức thời trong lúc tức giận. Lúc đó, tâm trí họ dường như mụ mị đi, không thể nghĩ tới hậu quả sau đó là gì, họ chỉ muốn làm gì đó để thỏa mãn cơn tức giận. Nhiều người thậm chí còn cho rằng, bộc lộ hết những gì suy nghĩ là thẳng tính, nhưng nhớ rằng bộc lộ hết ra không phải thẳng tính, mà chỉ cho thấy bạn không đủ khả năng kiểm soát bản thân, thường xuyên để ngoại cảnh tác động. Một phần vì bạn cũng không biết việc tức giận sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của mình,
Sự căng thẳng do giận dữ thì cơ thể sản sinh và giải phóng các kích thích tố, hormone adrenaline và cortisol. Những kích thích tố này khiến tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập và tâm trí xáo trộn. Đồng thời, lượng đường có trong cơ thể cũng tiết ra nhiều hơn để làm căng các cơ và máu lưu thông, mang theo nhiều hơn các yếu tố làm đông máu. Lời nói ra như bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được, tự mình làm mất cơ hội của bản thân, tự mình hủy hoại đi mối quan hệ của mình. Vì thế, nên im lặng khi cơn sân hận nổi lên. Giận dữ là một trạng thái kích động mạnh của con người, nó giống như một cơn cuồng phong đang trào lên, gầm thét dữ dội. Nên cũng đừng lái xe trong khi đang tức giận, nguy hiểm đến bạn cũng như người khác. Lúc tức giận, bạn mất kiểm soát, không tập trung và tầm nhìn của bạn bị thu hẹp. Người bản lĩnh sẽ biết chế ngự được cảm xúc, biết điều gì phải, điều gì là không nên. Con người mà nóng giận dễ dàng bộc lộ ra ngoài, dễ dàng buông lời mạt sát người khác thì suy cho cùng cũng chỉ đang thể hiện bản năng phần con của mình thôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.